sau đó người ta sẽ mở van nước. Bật công tắc đánh vảy cá. Và đây là nguyên liệu cá chúng tôi đã chuẩn bị để đánh vảy. Sau đó chúng ta sẽ cấp nguồn điện cho máy. Các bạn lưu ý là khi mà bật công tắc đánh vảy cá thì thời gian hoạt động tầm khoảng đến 25 đến 30 giây thì các bạn sẽ tắt và bật ngược lại để cho đẩy cá ra. Giờ chúng ta sẽ cho cá vào. Sau đó là ta sẽ mở van nước. Bật công tắc đánh vảy cá. Và đây là chúng ta đã đánh vảy cá xong. Bây giờ chúng ta sẽ mở cá để mở cửa để đẩy cá ra. Như vậy là tôi đã giới thiệu xong cho các bạn chiếc máy đánh vảy cá. Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp tại showroom 354 Bình Long, phường Phú Tổ Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã coi video của chúng tôi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.